nhất 53 người chết mất tích, thiệt hại về tài sản là rất lớn, chưa thể thống kê được. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua xảy ra mưa dồn dập với lưu lượng lớn. Trong khi mưa lũ vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện có một cơn áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cách Philippines khoảng 1.200 km và đang di chuyển khá nhanh với vận tốc khoảng 25 đến 30 km/h. Dự báo đến đêm 12 hoặc ngày 13 tháng 10 sẽ đi vào Biển Đông. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, trước tình hình mưa lũ ồ ạt diễn ra trên diện rộng, hiện 31 hồ chứa thủy điện đã đồng loạt xả lũ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu với 31 hồ thủy điện nói trên, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để đảm bảo an toàn cao nhất cho công trình, sẵn sàng đón lũ và cắt lũ trong các tình huống xấu. Khuya 11 tháng 10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đoàn liên ngành đã trực tiếp đi thị sát kiểm tra công tác phòng chống lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ, khu vực có nguy cơ lũ cao. Sau khi thị sát, Chủ tịch Hà Nội đã chỉ đạo tất cả các sở ngành địa phương liên quan 8 nội dung phải khẩn trương thực hiện ngay trong đêm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất cho bà con. Các điểm trường, trường học bị ngập cần thông báo ngay cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Chiều 11 tháng 10, trong buổi gặp gỡ báo chí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cho biết môi trường tại khu vực trạm chiết nạp khí amoniac bị rò rỉ tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã an toàn. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tại các phòng trong nhà dân nồng độ khí amoniac vẫn còn cao do phòng kín, khí không thoát ra ngoài được. Người dân nên mở cửa nhà ra, dùng quạt để khí độc thoát đi rồi mới trở về nhà để đảm bảo an toàn tính mạng. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận giảm 20% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với tất cả loại vé qua trạm BOT tuyến Tránh Biên Hòa trên quốc lộ 1 qua huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Mức giảm sẽ áp dụng cho tất cả loại vé lượt, tháng và quý từ ngày 1 tháng 11. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 11 tháng 10 tuyên bố, đến 10 giờ sáng ngày 16 tháng 10, thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont phải xác nhận ông ta có tuyên bố độc lập hay không. Thủ tướng Rajoy cũng lưu ý rằng nếu ông Puigdemont xác nhận vùng Catalonia đã ly khai khỏi Tây Ban Nha, thì chính quyền trung ương sẽ cho ông ấy thêm 3 ngày, tức là đến 10 giờ sáng ngày 19 tháng 10 để xem xét lại trước khi bắt đầu các thủ tục đình chỉ quyền tự trị của Catalonia theo điều 155 Hiến pháp Tây Ban Nha. Ngày 11 tháng 10, Tòa án Kiểm toán Liên bang Brazil đã phong tỏa tài sản của cựu Tổng thống nước này Dilma Rousseff với cáo buộc về vai trò của bà trong thỏa thuận hồi năm 2006 khi tập đoàn dầu khí quốc danh Petrobras mua một nhà máy lọc dầu ở thành phố Pasadena thuộc bang Texas của Mỹ. Ở thời điểm Petrobras nắm 50% quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu, bà Rousseff đang giữ cương vị tránh văn phòng của Tổng thống Brazil và cũng là chủ tịch ban giám đốc của Petrobras. Năm 2016, cựu Tổng thống Rousseff đã bị Quốc hội Brazil phế truất do những sai phạm về tài chính và được thay thế bằng Phó Tổng thống Michel Temer.